Được thành lập từ năm 2008, tính đến nay đã được 15 năm. Trải qua 15 năm thành lập, 15 năm phát triển, 15 năm không ngừng cải tiến nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm cũng như chất lượng phục vụ tốt nhất. Sao Mai luôn tự hào là nguồn cung cấp đáng tin cậy cho người tiêu dùng và hiện đã đi vào hoạt động với 3 cơ sở. Trụ sở chính được đặt ở 216, 218 Tây Thạnh, quận Tân Phú. Nhà sách Sao Mai 234 Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Nhà sách Sao Mai 89 Phan Xào Nam, phường 11, quận Tân Bình. Ngoài ra, Sao Mai vẫn luôn không ngừng củng cố và thúc đẩy tinh thần làm việc của các thành viên công ty thông qua các buổi party ăn uống và điển hình nhất là các chuyến du lịch hàng năm. Một phần để giải tỏa căng thẳng, một phần nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các thành viên với nhau. Điểm qua các địa điểm mà gia đình Sao Mai đã được đặt chân đến như Đà Lạt, Cần Thơ, Vũng Tàu, Phan Thiết. Và năm nay, điểm đến tiếp theo của gia đình Sao Mai sẽ là... Mời mọi người xem tiếp. She got that smile and that body is to die for. Whoa.